phim. Đừng yên đâu, đừng yên đâu. Đừng nữa anh, gọi viên bác hồ rồi nhỉ. Em rảnh quá thấy rồi. Thấy là em không có lấy tới cái đường sân. Rừng già rất là đẹp. Chào ấy, chào nước. Chờ chờ mấy hình luôn. Dạ đâu em. Phải đâu đâu. Em đứng với anh chụp cho em cái cây nữa. Quay ra. Quay ra khoảng. Nhìn cây quay ra khoảng rồi. Quay ra tấm hết luôn. Đó đó. Quay ra khoảng xem nó. Quay. Dao má. Con gãy. Dao. Dao nẻ hả dao nẻ. Một cây miếng có cái không? Không. Cái này gió rồi.
Đây, dọc đây là nhà làm việc của bí thư khu ủy Võ Chí Công. Mời bí thư vô ngồi nữa chứ. Mày nhảy nào, chưa đến phải đi đâu, chưa thiết kế chưa đúng. Nhà xưa là thấp lắm anh Thuận ơi. Thấp chứ. Chứ không phải. Chạy nhờ có điều kiện. Thử thì đánh thử đi. Sắp đến giờ lễ viếng hương thôn tưởng niệm, mời công chí lãnh đạo và toàn thể công chí chúng ta vào đúng vị trí. Sau đó làm việc. Kính thưa công chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và bà con nhân dân, thực hiện kế hoạch số 142 ngày 2/1/2020 của Huyện ủy Nam Trà My về việc tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các đồng chí đại biểu, trong cái hoạt động lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáu viếng hương nhà tưởng niệm của đồng chí Võ Chí Công. Tôi xin trân trọng giới thiệu của các đồng chí, đây là nhà tưởng niệm của đồng chí Võ Chí Công, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bí thư Liên khu ủy và trưởng ban quân sự khu Nam. Kính mời các đồng chí vào viếng hương. Không.
Nãy thích chỉ lửa còn nữa bụng bố lên đã. Ừ. Đây cái rừng không à. Giá trị là cây rừng thôi. Giờ là hết dốc rồi. Đằng bàn này đây. Để ở đây kìa. Không to nhưng mà